Xuân hồi sinh đã theo Ruma cùng mẫu thân từ thời đó. Cùng nỗi niềm buồn vui dài ngắn trong cuộc sống này đây. Bánh tét xanh bao đời vẫn thế, vẫn dẻo thơm tặng đáy lòng. Vẫn thơm thảo yêu thương, vẫn ngọt bùi chia sẻ. Xuân nào Ruma cũng gói cho thiền sinh những chiếc bánh tét. Ai nhận được nó đừng quên công sức của thân mẫu Ruma. Người đã chỉ bảo ta học hỏi, gìn giữ văn hóa cổ truyền quê hương. Mùa xuân sẽ ấm áp, thanh bình hơn khi nhà nhà đều có nồi bánh tét. Hoa mai vàng, pháo đỏ, bánh tét xanh làm nên mùi vị ngắt ngây huyền bí. Lực lượng yêu thương Ruma chan hòa trong đó cho muôn nhà được ấm yên. Xuân đến từng nhà, Ruma xin gửi những trái lộc muôn màu, lúc lẹo bình an. Hãy hưởng đi bao niềm phúc lạc từ Ruma, từ Thượng Đế. Bình an hạnh phúc sẽ lấp lánh trong những nụ cười đón xuân mới. Pháo hoa tưng bừng trong hạnh phúc, vang vọng dọc ca Ruma. Hương bánh tét xanh thơm ngon thấm đậm dòng Thượng Đế âm lưu. Phúc lạc ngào ngạt đến muôn nhà, thiền sinh hãy giang tay đón nhận. Ngày xuân Ruma ta ban tặng nụ cười bình an và những đoàn bánh tét. Hãy rủ bỏ năm cũ đau thương, đón năm mới tràn đầy phúc lạc yêu thương. Vần kệ này Ruma ta để lại nhân gian ngày 10 tháng 1 năm 2022 tại thiền đường Chiang Mai, Thái Lan.